Dạ Nam nha, sáng nay mình lên cho Nam phun một bộ lửa nắp nồi đuôi cá zin của rã xe custom 50 nha Nam. Tình trạng là bộ này là sơn xi zin toàn bộ, vô lăng mâm lửa cực đẹp. Thì mình bán đầy đủ tất cả các chi tiết trong hình ảnh anh em đang nhìn thấy này, mình bán có giá là 1,9 triệu nha anh em. Đó, cho bộ lửa custom luôn 3 nắp, nắp nồi, nắp lửa, nắp cá, thớt chặn nhớt, sơn đề rồi mấy phụ kiện linh tinh luôn nha Nam. Hàng zin tiễn cực đẹp, rã xe kho xe banh về. Đó. Đây, nắp nồi. Zin đẹp không lỗi lầm, sơn zin 100%, không giảm tốt. Tem zin. Bộ này mình bán full đầy đủ hết như vậy nha anh em, 1,9 triệu. Đó, anh em nào chốt alo mình có số điện thoại là 0933996332. Này nắp chặn nhớt. Sơn đời. Hai thằng lằn đỡ sinh đề, bách chặn nhông đề, đuôi cá nha. Hàng zin đã xe kho Honda Saban nha. Bộ lửa ken xà beng như mới. Sơn zin nha anh em, không giảm tốt. Đây. Thớt bi đề. Zin nói chung là này zin toàn đập đã xe Honda Saban ở địa Nhật về. Và lăng mâm lửa thì mới xanh. Lăng mâm lửa mới xanh. Phun bộ lăng mâm lửa. Lốc lửa, lốc lửa, lốc nồi, đuôi cá, nắp chặn nhớt, sinh đề rồi những phụ kiện linh tinh. Mình bán full này mình bán 1,9 triệu nha. Anh em nào